Nay là ngày vui của hai cháu thì bố mẹ coi như chúc các con coi như là mạnh khỏe, hạnh phúc, sống trọn đời với nhau. Feels like I'm dreaming to be wherever you are. Đây là ngày vui của các con thì mẹ chúc cho các con là trăm năm hạnh phúc này, thương yêu nhau này, đến trọn đời này. Đây là để cho gia đình vui vẻ này, thì chúc các con hạnh phúc trăm năm nha. Chứ mà cũng vô tình thì trong lúc thời gian làm ăn gặp mặt thì cũng quen biết qua chỗ mẹ vợ, lúc đó gọi là cô, vô tình tiếp xúc, dần dần mình thấy ngoan hiền thì mình tìm hiểu, cũng vượt qua được cũng khoảng thời gian nói chung đại dịch Covid của toàn thế giới luôn. Khi mọi thứ mà mình cảm thấy đã ổn định, cảm thấy là cuộc sống sau này thì chắc chắn là có thể cùng nhau để vượt qua thì đi đến ngày hôm nay. Hứa gì, tại vì mọi thứ mình làm đều phải thể hiện qua hành động. Mình tự biết được bản thân mình nên làm gì và không làm gì là được rồi. Thật ra vợ mình thì tính là thì vẫn cũng đang còn nhỏ, nhưng mà chắc là thời gian thì cũng sẽ dần dần trở thành hơn một xíu. Theo kế hoạch hai gia đình chúng ta đã xác lập, hôm nay họ nhà trai chúng tôi có lễ xuống để xin họ nhà gái đón dâu về làm dâu họ nhà trai chúng tôi, xin gia đình cho chúng tôi nhập gia. Nội dung chính là gia đình họ nhà trai chúng tôi xuống báo cáo với gia đình họ nhà gái để chúng tôi được đón con cháu các ông các bà về làm dâu dòng tộc của gia đình nhà tôi, xin gia đình cho phép chúng tôi được làm thủ tục.
phúc hai cháu gì, chúc hai cháu mãi hạnh phúc. Dạ. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Dạ. Rồi, chúc mình cũng được. Chúc ba người. Dạ. Hạnh phúc. Chúc. Tặng hai cháu và chúc hai cháu là trăm năm hạnh phúc, sinh năm đẻ bảy vuông tròn nhá. Dạ. Bác chúc hai cháu là sống hạnh phúc nha. Dạ. Nha. Dạ. Cái này gọi là trao giống như kiểu mấy ông lên nhận bằng khen đó. Trăm năm hạnh phúc nha. Chưa biết là hứa sẽ được sẽ như thế nào, nhưng mà mình sẽ đảm bảo là sẽ lo lắng và làm những điều tốt nhất cho cô ấy.